Thưa quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 5, trước khi diễn ra buổi lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ở chiến trường Điện Biên Phủ. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành phút tưởng niệm, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, quân và dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để đồng bào, chiến sĩ cả nước ôn lại truyền thống hào hùng, bất khuất của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thông qua đó nhằm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, khơi dậy và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giới thiệu đến nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.